đội khoác mặc áo đỏ quần xanh, bên trái trọng tài là đội chủ nhà mặc áo xanh trắng quần nâu. Đề nghị hai đội bắt tay thi đấu. Theo chỉ đạo của trọng tài Đỗ Văn Long, hai đội khởi động ba trái đúng không? Thi đấu ngay. Trọng tài hơi nghiêm khắc. Đội khác lấy bóng. Xếp quả đầu tiên của trận chung kết. Bóng đập đẹp, chắn lại càng đẹp hơn. Điểm cho đội chủ nhà. Bóng đập đẹp nhưng ra ngoài. Một đều. Bình tĩnh thôi, tất cả hai đội thi đấu trên sân đều phải bình tĩnh. Bóng chắn đẹp, điểm cho thủ nhà. 2-1. Lối trọng tài. Điểm cho chủ nhà 3-1. Bóng trắng đẹp. Điểm cho chủ nhà 4-1. Bóng đập đẹp, đúng là cầu thủ cấp xã. Điểm cho Quát 2-4. Chưa vấn đề gì, lỗi bốn truyền rồi. Điểm cho chủ nhà 5-2. Bóng đập đẹp nhưng ra ngoài. Điểm cho chủ nhà 6-2. Bóng đập đẹp ra ngoài. Điểm cho Quốc 3-6. Điểm cho chủ nhà 7-3. Chắn đẹp, chắn đẹp. Đập đúng đẹp, mặt chắn đẹp đẹp hơn. Điểm cho chủ nhà 8-3. Đánh đầu ra ngoài. Bóng đập ra ngoài, điểm cho Quát 4-4. Điểm cho Quát 5-8. Chấn chỉnh lại đây. Vẫn cứu được. Bóng ra ngoài. Điểm cho Quát 6-8. Bình tĩnh rồi.
hai đội đánh trên sân hết sức bình tĩnh. Nhưng trong này 78 người, tôi chỉ nghe xin lỗi ý rồi, hội ý rồi. Đúng vị trí, cũng có đối vị trí đấy, trọng tài có đối vị trí đấy. Đẹp. Đúng bỏ đẹp, nhưng vẫn không được. Quả đẹp, thủ là càng hay. Không được rồi, không qua lưới. 8 đều xin hai đội nước tay. Đầu tiên là đội phát thắng điểm rồi, 9-8. Bắn đập đi qua lưới, lưới này hơi cao mới đủ. 10 thủ nhà 8. Kỹ thuật đẹp nhưng mà lưới hơi cao. 90. Mười một chín. Bóng xếp quá mạnh ra ngoài, đúng là không tin không nhiều tiền. 10-11, một quả thôi, tôi vẫn được tính đá. Vạch rồi. 11 đều 4 bóng lên. Đúng là hai đều đều đem đến đẹp. Hai đội này đúng là xứng đáng vào chung kết. Đánh rất hay, rất đều. Chính này. Đã bảo làm sao không thôn nóng. Nhìn chỗ trống là án bỏ. Sát quá, không gặp được. Lên cách ra một chút. Không sao, lệnh hai quả, không sao. Thôi bình tĩnh, đúng vị trí. Hất quả này, chúng ta lại đoạn quả khác. Không sao. Vẫn còn rất gần, 11-14, không vấn đề gì. Chắn bóng ra ngoài. Điểm cho chủ nhà 12-14. Vô tư đêm. Cứ đánh vào chỗ an đi. Đẹp rồi. An là cầu thủ quốc gia. Cứ đánh vào đấy cũng chuẩn. Xin lỗi. Tay phúc hơi to. 15-13. Người bốn người không chỉ vài quả thôi, không vấn đề gì. Bắt bất bột rồi.
thế. Đúng là quốc lộ đẹp, truyền đẹp, đất nước càng đẹp. 16, 14 rồi. Cầu thủ không có rất nhẹ thôi, nhưng mà kỹ thuật rất cao. Thế cho nó quá rồi. Không được rồi. Thân trao mất bình tĩnh lên, vẫn đẹp tái quả. Mười năm mười bảy không vấn đề gì. Bóng đập ra ngoài. 16-17 vẫn có đôi. Nêu quá. Bóng đập. Chát mép bạch. Chát mép bạch. Người bảo đây, bye bye. Đúng rồi. Hai đội đúng là phục vụ khán giả trận thi đấu chung kết, đúng là ở cái đẳng cấp điểm cao. Trời cao quá. Phát chấm điểm luôn. Cầu thủ số 23 thủ rất hay. Giống rồi. Đây, vào đây là bầu kỳ gấp vừa thôi. Vừa được nhắc nhau. Cố gắng gỡ hòa đấy. Vẫn kiếm được quá rồi. Xếp thứ nhất. Đội quá đội chủ nhà 21. 17. Tôi tưởng là 19. Không phải 17. Trong tay bắt bạch. Cầu thủ số 6 vô quá. Điểm cho chủ nhà 1-0. Hơi lái tay khi bắn ra ngoài. Điểm chủ nhà 2-0. Lối dẫn bạch, điểm cho chủ nhà 3-0. Bình tĩnh đôi, đánh hết sức bình tĩnh, đừng ghi hứng. Quá đẹp. Không sao đâu,
lên để chống đổi nhỏ, nhưng mà chống chân, chống sân cho nên là người ta khai thác chỗ điểm yếu. Rồi. Trân trọng thông báo đội Pháp đánh quá, cho nên các cổ động viên của đội Pháp đến cổ vũ cho các vận động viên trên sân và
gia đình chị Hà, quý tín dũng, nhân dân xã Đông Đô có bó hoa 200.000 tặng đội quán và anh Bùi Dũng 100.000, anh Hiếu, chị Hiếu 100.000. Thay mặt ban tổ chức, thay mặt các vận động viên đang thi đấu trên sân của đội quán, trân trọng cảm ơn các gia đình và anh chị đã quan tâm cổ vũ tặng hoa cho câu lạc bộ. Câu lạc bộ xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe các anh các chị mạnh khỏe, hết hết xin trân trọng cảm ơn. Chào đón nhà mời đội phát thêm nhận hoa rồi, xin cảm ơn. 16 không có vấn đề gì. Quá đẹp, cứ đấm như thế, cứ đấm như thế, 3 điểm nữa là đều. Không được rồi, 2 quả nữa thôi, 80. Vô tư không được rồi, chúng ta 10-8. Quá đẹp đấy, đập như thế thì có 2 điểm nữa là đều. Ngoài rồi, 12-9. Tức là đã bắt bài được, top 1 của chủ nhà rồi. 13-9. Lỗi bỏ bóng, điểm cho chủ nhà 10-13. Không thôi được, quả đấy là đấy. Gia đình hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn. Yeah.
không có lưới. 13, 15, hai quả nữa là đều thôi. Bình tĩnh thôi, hai đội đều bình tĩnh. Thi đấu chắc chắn, chắc chưa phục của một. Chắn bóng đẹp, đối hai chuyền, điểm, 14, 15. Lối vị trí An là khai thác cái điểm yếu của chúng ta là lối vị trí. Không sao đâu, làm lại, làm lại. Rồi, được thua vui vẻ. Đánh hết tương quân khả năng của mình để phục vụ khán giả. Theo quyết định của trọng tài, à, trong tay vạch tấm rồi. Sửa hoa, tôi vui vẻ. Quát cái đội chủ nhà ngày xưa cùng quê mà. Không sao đâu. Một ly một nai nữa thôi. Ý đồ rất hay, nhưng hơi quá tay một chút. 15-16. Nhô lên hơi cao, vì phong mới ăn mà chỉ khai thác cái điểm yếu ấy thôi. Không sao, vẫn cứu được cái rất cao đấy, tầng rất cao đấy. Công thủ rồi, phát hết toàn diện. Bóng đập ra ngoài. 18-15, không sao, bình tĩnh. Thua sao rút, không vấn đề gì cả. Nếu đội chủ nhà hôm nay mà đồng tộc như đội phát thì có khi là thắng được phát. Thể hiện trên sân là trời tha quần nào đồng phục nó không được đẹp, nhìn đội quát cũng rất đều. Quyết không 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 sao, không sao, không sao, bình tĩnh. Ý đồ rất hay nhưng mà không qua được. Thôi còn mấy quả nữa đập thắt mạnh. 20-15, không vấn đề gì. 6 quả nữa là chúng ta thắng được, không vấn đề gì. Thế sao nào? Không được. Như vậy là trận chung kết đã kết thúc. Kết quả đơn vị phát thắng chủ nhà 2-0, giành chức vô địch. Xin thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn và cảm ơn toàn thể nhân dân. Hẹn gặp lại vào mùa xuân tới. Xin trân trọng cảm ơn.